22. Phẩm thiện hữu. Bấy giờ Đức Thế Tôn lại bảo Thiện Hiện, nếu Đại Bồ Tát hết lòng muốn chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà, thường nên gần gũi cúng dường cung kính, tôn trọng khen ngợi bạn lành chân tịnh. Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật, những bậc nào gọi là bạn lành chân tịnh của các Đại Bồ Tát? Phật bảo Thiện Hiện, tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác là bạn lành chân tịnh của các chúng Đại Bồ Tát. Tất cả Đại Bồ Tát bất thối truyền cũng là bạn lành chân tịnh của các chúng Đại Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát khác cùng các thành văn và thiện sĩ khác thường vì Bồ Tát giảng thuyết chỉ dạy pháp môn tương ứng với bát nhã ba la mật đa sâu xa, bền dần dạy bảo các chúng Bồ Tát, làm cho gieo trồng căn lành tu hạnh Bồ Tát mau được viên mãn, thì cũng là bản lành chân tịnh của chúng Đại Bồ Tát. Kinh điển tương ứng với bát nhã ba la mật đa sâu xa cũng là bản lành chân tịnh của chúng Đại Bồ Tát. Lại nữa, Thiện Hiện, bố thí tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã và làm mật đa, nên biết đó cũng là bản lành chân tịnh của các chúng Đại Bồ Tát. Thiện Hiện nên biết như vậy, sáu pháp và làm mật đa cũng là thầy của Đại Bồ Tát, sáu pháp và làm mật đa cũng là bậc dẫn đường của Đại Bồ Tát, sáu pháp và làm mật đa cũng là ánh sáng của Đại Bồ Tát, sáu pháp và làm mật đa cũng là sự chiếu soi của Đại Bồ Tát, sáu pháp ba la mật đa cũng là nhà cửa của Đại Bồ Tát, sáu pháp ba la mật đa cũng là sự hộ trì của Đại Bồ Tát, sáu pháp ba la mật đa cũng là sự quy y của Đại Bồ Tát, sáu pháp ba la mật đa cũng là sự hướng đến của Đại Bồ Tát, sáu pháp ba la mật đa cũng là hòn đảo của Đại Bồ Tát, sáu pháp ba la mật đa cũng là chan lành của Đại Bồ Tát, sáu pháp ba la mật đa cũng là mẹ hiền của Đại Bồ Tát, sáu pháp ba la mật đa thường làm cho chúng Đại Bồ Tát đắc được trí vì diệu, sanh giác ngộ chân thật, mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà. Vì sao? Vì tất cả chúng Đại Bồ Tát đều nhờ sáu pháp ba la mật đa mà tu tập bát nhã ba la mật đa viên mãn hoàn toàn. Thiện Hiện nên biết Như Lai ứng chánh đẳng giác ở quá khứ đã chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà, đã bát niết bàn. Phật Thế Tôn kia đều nương vào sáu pháp ba la mật đa mà sanh trí nhất thiết. Như Lai ứng chánh đẳng giác ở vị lai sẽ chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà, sẽ bát niết bàn. Phật Thế Tôn kia cũng nương vào sáu pháp ba la mật đa mà sanh trí nhất thiết. Tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác hiện tại trong mười phương vô lượng vô số vô biên thế giới hiện đang chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà, hiện đang vì các hữu tình giảng thuyết chánh pháp. Phật Thế Tôn kia cũng nương sáu pháp ba la mật đa mà sanh trí nhất thiết. Này ta, Như Lai ứng chánh đẳng giác hiện đang chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà, hiện đang tuyên thuyết chánh pháp cho các hữu tình, cũng nương sáu pháp ba la mật đa mà sanh trí nhất thiết. Vì sao? Vì sáu pháp ba la mật đa này có thể bao gồm khắp tất cả 37 pháp Bồ Đề phần, hoặc bốn phạm trụ, hoặc bốn nhiếp sự, hoặc vô lượng vô biên Phật pháp khác, hoặc trí chư Phật, hoặc trí tự nhiên, trí bất tư nghỉ, trí không đối địch, trí nhất thiết trí. Tất cả đều bao gồm ở trong sáu pháp ba la mật đa này. Thế nên ta nói sáu pháp ba la mật đa này là bạn lành chân tịnh của các chúng Đại Bồ Tát, là thầy chỉ dạy, là bậc dẫn đường, là ánh sáng, là chiếu soi, là nhà cửa, là hộ trì, là nơi quy y, là nơi hướng đến, là hòn đảo, là cha lành, là mẹ hiền cho các chúng Đại Bồ Tát, luôn làm cho chúng Đại Bồ Tát đắc trí tuệ vi diệu, sanh giác ngộ như thật, mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà, làm bạn bè chẳng mong đèn trả của các hữu tình. Thế nên này Thiện Hiện, các Đại Bồ Tát nên học sáu pháp ba la mật đa. Lại nữa Thiện Hiện, các Đại Bồ Tát muốn học sáu pháp ba la mật đa, nên đối với kinh điển bát nhã ba la mật đa sâu xa trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, quan sát nghĩa lý, cầu xin giác quyết sự nghi ngờ. Vì sao? Vì bát nhã ba la mật đa này thường cùng sáu pháp ba la mật đa là tôn trưởng, là đạo sư, là chỉ dạy, là hoán truyền, là mẹ sanh đẻ nuôi dạy. Vì sao? Vì nếu lìa bát nhã ba la mật đa thì không có năm ba la mật đa trước. Tuy có bố thí tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, nhưng không được gọi là đến bờ kia. Thế nên này Thiện Hiện, các Đại Bồ Tát muốn được hạnh chẳng theo người khác chỉ dạy, muốn trụ bậc chẳng theo người khác chỉ dạy, muốn dứt nghi cho tất cả hữu tình, muốn mãn nguyện cho tất cả hữu tình,
muốn nghiêm tịnh cõi Phật, muốn thành thục hữu tình thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Vì trong kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này rộng nói về pháp cần nên học của chúng Đại Bồ Tát. Tất cả chúng Đại Bồ Tát đối với kinh ấy đều nên siêng năng tu học. Nếu siêng năng tu học phương tiện thiện xảo của Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa thì nhất định chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà, luôn làm lợi ích an vui cho chúng sanh cùng tận đời vị lai. Bấy giờ thiện hiện bạch Phật: Kính bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa lấy gì làm tướng? Phật bảo: Thiện hiện, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa lấy không dính mắc làm tướng. Cụ tỏ thiện hiện bạch Phật: Kính bạch Thế Tôn, nếu như có nhân duyên về tướng không dính mắc Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa thì các pháp có thể nói khác cũng có tướng không dính mắc sao? Phật bảo: Thiện hiện, đúng như vậy, đúng như vậy. Có nhân duyên nên Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa có tướng không dính mắc. Tất cả các pháp khác mà có thể nói thì cũng có tướng không dính mắc này. Vì sao? Vì tất cả các pháp đều như Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa là không viễn ly. Thế nên này thiện hiện, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa do tướng không dính mắc là không viễn ly. Tất cả các pháp có tướng không dính mắc cũng không viễn ly. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Kính bạch Thế Tôn, nếu tất cả pháp đều không viễn ly thì làm sao hữu tình có thể tạo ra có nhiễm có tịnh? Kính bạch Thế Tôn, chẳng phải pháp không viễn ly có thể nói có nhiễm có tịnh? Kính bạch Thế Tôn, chẳng phải không viễn ly có thể chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề? Chẳng phải xa lìa không viễn ly mà có pháp khác có thể chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề? Kính bạch Thế Tôn, làm thế nào cho con hiểu về nghĩa thú thậm thâm của Phật đã dạy? Phật bảo thiện hiện, ý ông thế nào hữu tình từ lâu có tầm ngã, ngã sở và chấp ngã, ngã sở không? Thiện hiện thưa, bạch Thế Tôn đúng vậy, bạch thiện thệ đúng vậy. Hữu tình từ lâu có tầm ngã, ngã sở và chấp trước ngã, ngã sở. Phật bảo thiện hiện, ý ông thế nào sự chấp trước về ngã và ngã sở của hữu tình không viễn ly phải không? Thiện hiện thưa, bạch Thế Tôn đúng vậy, bạch thiện thệ đúng vậy. Hữu tình chấp ngã và ngã sở đều không viễn ly. Phật bảo thiện hiện, ý ông thế nào có phải chăng hữu tình do chấp ngã ngã sở nên luân hồi sanh tử phải không? Thiện hiện thưa, bạch Thế Tôn đúng vậy, bạch thiện thệ đúng vậy. Các loại hữu tình do vì chấp ngã ngã sở nên luân hồi sanh tử. Phật bảo thiện hiện, hữu tình luân hồi sanh tử như vậy nên tạo ra có tạp nhiễm và thanh tịnh. Do các hữu tình chấp trước sai lầm về ngã và ngã sở nói có tạp nhiễm, nhưng ở trong đó không có sự tạp nhiễm. Do các hữu tình không bị chấp trước về ngã và ngã sở một cách sai lầm nên nói có thanh tịnh, nhưng trong đó không có sự thanh tịnh. Thế nên này thiện hiện, tuy tất cả pháp đều không viễn ly, nhưng các hữu tình có thể tạo ra có nhiễm có tịnh. Thiện hiện nên biết, nếu Đại Bồ Tát luôn thực hành như thế thì gọi là thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Thật kỳ lạ thay, kính bạch Thế Tôn, thật hy hữu thay, kính bạch thiện thệ, tuy tất cả pháp đều không viễn ly mà các hữu tình có nhiễm có tịnh. Kính bạch Thế Tôn, nếu các Đại Bồ Tát luôn thực hành như thế thì chẳng hành sắc cũng chẳng hành thọ tưởng hành thức. Kính bạch Thế Tôn, nếu các Đại Bồ Tát luôn thực hành như vậy thì thế gian, trời người, ác tốt lạc vân vân đều chẳng thể hàng phục được. Kính bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát luôn thực hành như vậy thì liền hơn sự tu hành của thanh văn độc giác đạt đến chỗ không ai hơn. Vì sao? Vì tánh chư Phật và tánh Như Lai, tánh tự nhiên giác, tánh trí nhất thiết đều chẳng thể hơn được. Kính bạch Thế Tôn, các Đại Bồ Tát do phát sanh ý nghĩ tương ương với Bát Nhã Ba La Mật Đa này nên ngày đêm an trụ phương tiện thiện xảo hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Phật bảo thiện hiện, đúng như vậy, đúng như vậy, như lời ông nói. Lại nữa thiện hiện, ý ông thế nào giả sử tất cả hữu tình trong châu thiện bộ này chẳng trước chẳng sau đều được thân người, được thân người rồi đều phát tâm qua vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, đã phát tâm rồi tu các hạnh Đại Bồ Tát đều chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề,
có các thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân, trọn đời đem có nhạc cụ thượng diệu trên thế gian cúng dường cung kính, tôn trọng khen ngợi các đấng Như Lai ứng chánh đẳng giác này, lại đem thiện căn đã tụ tập như thế, bình đẳng ban cho các hữu tình cùng hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân, nhỏ nhân duyên này được phước có nhiều không? Thiện hiện thưa rất nhiều, kính bạch Thế Tôn, rất nhiều, kính bạch thiện thệ. Phật bảo thiện hiện, những thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân nào ở giữa đại chúng giảng thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, trình bày kiến lập, phân biệt, chỉ dạy, làm cho họ dễ hiểu, và chủ ý nghĩ tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, các thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân, nhờ nhân duyên này đạt được công đức nhiều hơn trước vô lượng vô số. Lại nữa, này thiện hiện, ý ông thế nào? Giả sử tất cả hữu tình ở châu thiện bộ này, chẳng trước chẳng sau, đều được thân người. Được thân người rồi đều phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Đã phát tâm rồi trọn đời, đem tất cả nhạc cụ ở thế gian cung kính bố thí cho tất cả hữu tình. Lại đem thiện căn bố thí như vậy, bình đẳng, ban cho các hữu tình và hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Các chúng đại Bồ Tát này do nhân duyên này đều phước có nhiều không? Thiện hiện thưa, rất nhiều, kính bạch Thế Tôn, rất nhiều, kính bạch thiện thệ. Phật bảo thiện hiện, nếu các đại Bồ Tát cho đến chỉ một ngày, an trụ ý nghĩ, tương ứng với Bát Nhã Ba La Mật Đa, thế cũng đức đạt được nhiều hơn trước vô lượng vô số. Vì sao? Vì các đại Bồ Tát này ngày đêm an trụ ý nghĩ, tương ứng với Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế. Đúng như vậy, đúng như vậy, có thể làm ruộng phước cho tất cả hữu tình. Vì sao? Vì lòng từ của các đại Bồ Tát này phát sanh, thì các loại hữu tình không ai kịp được, chỉ trừ Như Lai ứng chánh đẳng giác. Vì sao? Vì tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác không có ai ngang bằng. Tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác không có ai để thí dụ được. Tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác đã thành tựu pháp không thể nghĩ bàn. Thế nên này thiện hiện, vì lẽ gì mà đại Bồ Tát này có thể phát khởi được công đức thủ thắng chừng ấy? Thiện hiện nên biết, vì đại Bồ Tát này thành tựu Bát Nhã Ba La Mật Đa thù thẳng như thế. Nhờ Bát Nhã Ba La Mật Đa này, thấy các hữu tình chịu các khổ não như là bị hình phạt chém giết nên sanh lòng đại bi, lại dùng thiên nhãn xem các thế gian thấy có vô biên các loài hữu tình chưa cảm nghiệp vô gián, đọa địa ngục vô gián, chịu các khổ dữ dội, hoặc bị lưới tà kiến che khuất chẳng thấy được chánh đạo, hoặc lại thấy hiếp có các loài hữu tình đọa địa ngục vô gián, ra lìa các chỗ an vui, thấy các hữu tình vân vân như vậy rồi, sanh lòng rất chán nản, sợ sệt. Đối với tất cả hữu tình ở thế gian phát sanh ý nghĩ tương ứng với đại từ bi, ta phải làm chỗ nào tương ứng cứu giúp lớn cho tất cả hữu tình, ta phải giải thoát tất cả khổ não mà hữu tình đang chịu. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng chẳng trụ ý tưởng này, cũng chẳng trụ tưởng khác. Thiện hiện nên biết, đấy gọi là ánh sáng trí tuệ lớn của chúng đại Bồ Tát, có thể chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Thiện hiện nên biết, đại Bồ Tát này do trụ ở chỗ này, thường làm được ruộng phước cho tất cả thế gian, tuy chưa chứng được trí nhất thiết trí, nhưng đối với quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, được chẳng tu lui, có thể nhận lãnh y phục, thực phẩm, chỗ ở, thuốc men và những vật dụng khác của thí chủ. Thiện hiện nên biết, đại Bồ Tát này kéo trụ Bát Nhã Ba La Mật Đa nên có thể đền trả hoàn tất ơn thí chủ, cũng đạt đến trí nhất thiết trí. Thế nên này thiện hiện, nếu đại Bồ Tát muốn thọ hưởng vật tính